Bao lít nữa để anh làm tưới dùng tan tình tan tính tình ta. Em tưới thì một mình đó em ơi, ruột em tưới một mình, can chi mà anh han hỏi mất thì cứ nhìn người ta tan tình tan tính tình ta, tan tình tan tính ta tính ta. Kỳ vậy? Sao tự nhiên cái tan tình tan tính với người ta hả? Tại nhìn thấy hoa đẹp mà người chồng còn đẹp hơn hoa nữa, cho nên cái tự nhiên tan tình theo luôn à. Kỳ ghê á. Nhưng mà nè, anh là ai? Tên gì? Từ đâu tới xứ Vĩnh Long này? Tìm ai? Sao mà cứ ngó chằm chằm vô vườn hoa của người ta vậy hả? Bộ có ý đồ gì phải không? Bèn đét ơi, chị hát phụ có đôi câu à, mà điều tra lý lịch dữ vậy cô em. Nè, tôi quê nha. Cô thì cô, em thì em, chứ không có giao nguyên một cái cục như vậy nha. Bây giờ kêu tôi bằng cô hay bằng em? Nếu vậy thì kêu bằng em, chịu không? Ai biết, kêu sao thấy tiện mà kêu. Tôi bỏ qua đó. Nhưng mà phải trả lời thành thật câu hỏi của em. Anh muốn tìm ai ở đây? Và anh từ đâu tới? À, anh từ trển xuống Vĩnh Long tìm một người bạn. À, người bạn có một cô em gái đẹp thiệt là đẹp. Tên là... Mà thôi, anh nói rõ luôn nè. Anh là bạn của Hiếu nè Thảo. Nè ơi, bạn của anh hai em á hả? Ừ. Ủa mà bữa nay xuống đây chi vậy? Nghe Hiếu khoe có cô em gái xinh xắn dễ thương, lại giỏi giang chuyện đồng ruộng, nên xuống đây mục diện sở thị. Dạng sao? Có gì khó nói không mà anh cứ ấp úng vậy? Nói thiệt với anh, em làm đồng dở lắm. Tại anh hai anh khen giùm đó thôi. Vậy đó hả? Vậy thì Thảo ơi, không phải tự nhiên anh hai khen em gái của mình siêng năng giỏi văn. Bởi gái ruộng đồng tuy nước da rám nắng nhân chân chất dễ thương, nên đã làm sao xuyên trái tim của bao gã trai làng. Anh ơi, không được gọi thanh niên xứ em là gã trai làng. Mấy anh tuy là nông dân nhưng thiệt thà chân chất, nơi này tuy quê mùa nhưng nhân nghĩa lắm ghen anh. À, thì tại thuận miệng nên nói vậy thôi. Chứ ý anh á, đâu có dám nghiêm chi này nọ. Còn nữa, sao tự dưng rồi gọi anh Hiếu là anh hai? Đã có ý gì mà tính sao dò trước tư? Anh mượn câu ca dao
nào ơn. Tình ơi tình đất, chiều dần buông đứng bên bờ Tiền Giang, nhìn về Hậu Giang lắng sâu lòng bao nỗi nhớ, dẫu mai đây rời xa nơi này lòng luôn nhớ thương trong lòng, lòng luôn nhớ thương trong lòng. Ai có nói gì đâu mà anh vội nhớ thương thương nhớ. Mình mới gặp nhau thì tình chi cho vội, bởi duyên nợ trăm năm phải do mẹ cha quyết định chuyện cao trầu. Ông bà mình dài áo mà sao quá khỏi đầu. Anh biết điều đó nên đã hỏi anh hai thật cặn kẽ. Nhập gia phải tùy tục, anh thuộc nằm lòng rồi Thảo ơi. Dẫu thuộc nằm lòng thì cũng không được giữ người. Biết người ta có không mà tính vậy. Ông bà mình nói cưới vợ thì phải cưới liền tay, đừng để lâu ngày rồi thiên hạ họ xì xăm. Chiều quê êm ả dần trôi, dần bay khói tỏa trên sông. Sông này đò đưa cặp bến bên kia, viếng thăm đất cồn xưa xanh bãi bồi tươi nguyên màu, tình yêu của đôi mình đầu xuân.
mong chờ em đó cho đò anh qua anh đón nàng dâu. Bằng lòng đi em mang trầu cao anh rước em về. Đò vui trên sông hai ta cầm tay hẹn ước, mơ ước ngày mai tình duyên đến trăm năm cũng mới một lòng. Dù qua mấy sông anh không ngần ngại, dù lên núi cao cũng không sợ lòng. Sáng qua hàng tre tóc em bay bay, mình cầm tay nhau trên đường quê gió đứng tầm. Đừng quên anh nghe, dẫu mai sau đường hai lối rẽ, em vẫn ngồi đây chờ anh dưới cây mẹ đường cũ năm nào. Dù mai cách trở em đây không hề thay đổi, mưa nắng chiều quê còn đây em vẫn màu. Làm đẹp quê mình, làng xóm đông vui, phiên chợ sớm rao hàng. Cô bảy cô ba chú năm ơi, mua giùm con chậu mai vàng rực rỡ, ăn Tết tinh đình năm mới phát tài phát lộc luôn. Bộ nhà em kinh doanh qua mai hay sao, mà hình như anh thấy em đang lo xa dữ lắm luôn. Không phải, vì làm trên thời tiết tốt thì sao dày đứa cha thương
bình minh, xuân thắm tươi với ngàn câu chúc, xuân ước mơ những ngày hạnh phúc, xuân thái qua đất trời yên vui. Bye.
bay đầy khắp nơi hòa trong muôn tan. Hát cho xuân về miền quê, hát cho nhà nhà mừng xuân, năm mới an lành cùng vui tiếng cười trẻ thơ. Chiều nó tụ về là bắt vé. Bắt vé hả? Mấy bà đi đâu dạ? Đi đâu mà 5 giờ chiều qua đây? Trời đất ơi, giờ mặc đồ mới hết hồn nha. Ê, nói nghe, mặc gì không sợ thất nghiệp đâu, đừng ở dưới quê nữa. Đi lên Sài Gòn đi. Cái đứng báo hiệu cho người ta, mỗi đứa 10.000. Là sao? Chị nói em hiểu. Ê, đèn xanh nè, đèn đỏ, đèn vàng đó. Để đèn báo hiệu cho xe ta chạy qua chạy lại khỏi tắt đường giao thông. Trời ơi, hôm nay tự nhiên rủ nhau mặc đồ đẹp đi đâu ạ? Tụi tôi đi thi văn nghệ á, sẵn qua rủ chị đi luôn nè. Đi thi văn nghệ? Dạ. Trời ơi, mấy chị mà cũng biết văn nghệ nữa hả? Thôi nhường cho mấy chị đó, tôi không có ham hố ba cái vụ văn nghệ, nghệ sĩ gì đâu. Tôi là ghé quê thôi, tôi chỉ muốn làm ăn chất phát, kiếm tiền nuôi chồng nuôi con thôi. Nè chị, hả? Sao hồi sáng chị không ra đồng với tụi em? À, thôi bây giờ không có ra đồng, mà chắc có lẽ từ đây và mãi mãi về sau không ra đồng nữa đâu. Bà quẹo sẽ quẹo đi hướng khác. Quẹo đi đâu? Quẹo đi đâu thì kệ quẹo, nói rằng mấy bà quẹo chung hả? Trời. Nói vậy, giỡn trời vậy thôi. Chứ mai mốt nếu mà tôi làm ăn khám khá, tôi sẽ rủ mấy bà quẹo chung. Bạn bè tôi không bỏ mấy bà đâu. Nhớ nha. Nhớ, rồi thôi giờ đi tập văn nghệ đi nha. Đi đi làm nghệ sĩ, đi danh vọng đi. Nè em hỏi, bây giờ ngoài cái đường đó còn đường nào dễ không? Cái cầu này khó đi quá à. Khó đi hả? Một mình em còn sợ, huống chi là ba người. À là hồi nãy ba bà cố gắng qua đó hả? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ đi sao về vậy à? Mà nói báo thiệt là cái cầu này là để cho chơi vậy thôi, chứ vợ chồng tôi chưa bao giờ bước qua cái cầu này ha. À, khi mỗi lần muốn qua bờ bên kia là hai đứa tự bơi chó lặn hụp qua đó thôi. Dạ vậy thôi. Còn bây giờ nếu mấy bà muốn thì từ từ bò mà về, còn không thì tôi có đường tắt.
Đường nào chị? Cái đường này tắc dữ lắm. Nó thay vì đi từ đây qua đó 2 tấc thì đường này tắc hơn đi từ đây về đó 1 cây số. Bây giờ muốn cái nào? Thôi, thà tụi em đi xa mà ăn chắc ăn. Ừ thôi vậy đi sẵn ốm mà đi cho nó ốm luôn đi nha. Rồi đi nha, nha. Rồi, dạ, chị. Rồi bye bye. Thăm bà đất nha chị. Trời ơi chồng tôi kệ tôi đi hỏi lời gì gửi lời thăm ở mặt gian hết sức luôn vậy à. Cảm ơn nghe nó dẫn chơi vậy thôi. Công nhận á, mấy chị cũng quan tâm mình ghê luôn á. Anh nói rồi, em không được đi đâu hết á. Anh đừng có cản em mà, đi ra nước ngoài làm mới nhiều tiền. Ở đây làm cũng được vậy. Được, nhưng mà biết chừng nào mới giàu. Em đi dài 3 tháng, em gửi tiền về cho anh xài mỗi tay luôn. Anh không ham đâu. Nhưng mà em ham. Thôi, em muốn thì anh không cản. Ở đây anh có chút tiền lẻ với 1 chỉ vàng. Anh mót lâu lắm mới có được. Em đem theo phòng thân đi. Đó, thấy không? Làm lâu nay chỉ dành được bao nhiêu à? Vậy mà cứ cản hoài à. Nhiều vậy sao đủ cưới tôi? Thôi được rồi, tôi đi chuyến này. Tôi cưới ông luôn. Tôi có tiền tôi cưới luôn. Ở nhà giữ sức khỏe đó. Em đi à? Ừ, em đi đi. Em đi rồi lòng anh buồn biết mấy. Nhớ em nhiều ôm kỷ niệm mộng mơ. Em đi rồi sân nhà mình vắng bóng. Cả xóm quê nghèo ai nấy cũng buồn yêu. Nhìn con mương ngày nào anh tát nước. Em đứng trên bờ hát giọng cổ anh. Ôi anh chảy đầm đìa trên trán. Em thấy đau lòng thôi ráng ráng nghe anh. Đêm nay anh ngồi nơi đây. Bên bến đò xưa anh nghẹn ngào em muốn khóc. Trăng nước lững lờ khua nhẹ mái chèo đưa. Mình cách xa đã ai mùa lúa. Bình theo con nước đón em về về lại bên anh. Gặp lại nhau ta mừng muốn khóc. Bà xã tôi bây giờ ôi thế đẹp lạ. Sao lạnh dữ vậy? Ôi đèn sáng đẹp quá hả? Quá trời đẹp luôn. Chóng mặt quá. Trời ơi. Má mày chết, ba mày chết. Mày còn nguyên mày, mày nói cái gì vậy? Em liệu em đang cắm đầu em nhìn xuống. Trời ơi, quẹo ơi là quẹo. Tự nhiên ở dưới khách khứa đông vậy. Em bỏ em lên sân thượng là sao? Đâu khách khứa đó của chị đâu phải của em. Với lại em lên đây em ngắm chỗ đẹp quá trời đẹp luôn á. Chị sao chị ở cái chỗ gì mà cao mà đẹp dữ vậy? Cái này nhiều khi chết nó khiêng xuống không kịp đâu á. Trời ơi, con này nói chuyện không có hên gì hết trơn rồi. Nè, mai mốt mà em nghe lời chị, em cũng ở nhà đẹp vậy nè. Ủa vậy hả? Ừ, nói dạ, nghe nè. Dạ. Ồ chị Năm, mấy bữa nay chị nói lên đây chị giúp em gì đó, giao hàng cái lấy tiền, giao hàng cái lấy tiền. Ừ. Sao không đưa hàng cho em giao vậy? Bữa nay tới phiên em giao hàng nè. Vậy hả chị? Trời dạ. Ơi, lên bao lâu rồi mà còn mặc bộ đồ lúa vậy? Tại sao cứ đưa bộ đồ này không chịu mặc giùm tôi cái? Thôi, thôi thôi, em không quen đâu, em mặc đồ này được rồi chị. Mặc dù nó yên tâm đem có một bộ nhưng mà có giặt chứ không phải là mà ở dơ. Nghe lời chị mặc bộ đồ này đi thì chị thương á, có nhiêu tiền cũng được hết trơn, muốn nhiêu tiền chị cũng cho hết. Cái gì mà nó chặt cứng giống cái bao lúa nhà em vậy? Chị mặc nó mới đẹp giá. Em mặc này mới đẹp. Không được rồi con cái này. Chị ơi, trời ơi, bây giờ quần áo người ta may mà may luôn cho hai con mắt mặc dài xuống. Ừ, vậy hả? Bà lúa quá bà ơi, ai mặc gì này là xỏ tay vô. Trời ơi, vì nó ngắn ngủn tuốt trên này nó lòi. Không được đâu chị ơi, gió vô đau bụng đó. Đau bụng thì sao? Không được, cái da bụng em nó dày lắm. Má em nói như da trâu, da bò vậy đó. Bữa giác á hả, mà chút xíu có dầu lửa rồi. Mà nó còn phong không phỏng nổi luôn á. Trời ơi bà ơi, tôi nói gì cũng cãi gì. Tôi biểu này mặc khổ đồ này cho tôi nghe lời chưa. Em không mặc đâu chị, mặc chị không được đâu nó. Cãi tôi phải không? Chị... Đào Phúc Huệ đâu? Dạ. Bé biểu. Trời ơi, trời ơi. Nè, chị đi công chuyện nghe. Chị giao bộ đồ này cho mấy đứa nghe. Ta đi về là con nhỏ này phải mặc bộ đồ này cho tôi nghe chưa. Chị Năm ơi. Về mà không mặc này là chết với tôi đó nghe. Chị nói Năm ơi đi à.
Chị Năm ơi, chị Năm. Nói nghe nè mấy chị, em phiền mấy chị thôi, chỗ chị em phiền. Đừng có mặc vậy, gió nó độc lắm, nó luồn dưới lên cũng chết mà nó luồn trên xuống mình cũng chết đó. Nghe thôi em không được nghe đúng không chị em mình, thiệt mà đừng em không mặc đâu, đừng em không có mặc đâu nha. Ôi da chết rồi, đừng. Vậy mấy chị đừng, chị mấy chị cuộc đời của em chưa bao giờ xúc phạm phụ nữ, mấy chị đừng có để em nổi điên lên nghe. Mấy chị đừng, em nói bịch buông ra, bây giờ em hỏi buông không? Buông không? Vậy là con đường này mấy chị chọn nha, chứ không phải em chọn nha. Ta đã nói tao có võ mà, tại sao vậy hả? Bây giờ sao? 1/3, không chột cũng què. Vô! Bà xã, ủa đi nước ngoài rồi mà. Trời ơi, nó gạt em, nó bán em vô cái đồng quá trời đàn ông bu lại em, giống như là em cũng mở ba rọi vậy. Anh ngày xưa anh có dạy em võ trên em quánh nó văng hết, mà anh không chịu dạy em võ quánh chó nó rượt em chạy thục mạng, mai là còn mạng về đây. Tôi nghe bà xã tôi quá, trời ơi bà xã, em có biết là mấy ngày nay em đi rồi lòng anh buồn biết mấy. Em đi rồi sân nhà mình vắng bóng, cả xóm quê nghèo ai nấy cũng buồn hiu. Nhìn con mương ngày nào anh tát nước, em đứng trên bờ hát giọng cổ anh nghe. Mồ hôi anh chảy đầm đìa trên trán, em thấy đau lòng tôi ráng ráng nè. Đêm nay anh ngồi nơi đây bên đò xưa anh nghẹn ngào em muốn khóc. Trăng nước lững lờ khua nhẹ mái chèo đưa mình cách xa đã hai mùa lúa, ở nơi quê nhà đất một dạ bình theo con nước đổ lên về lại bên anh gặp lại nhau ta mừng buồn khóc. Bà xã tôi bây giờ ôi thấy đẹp làm sao. Giống xuân xưa vẫn đi chiếc nhựa vẫn chưa có bồ hòa, tết này vẫn giống tết xưa vẫn đi xe số vẫn thừa ghế sau. Nếu mà ghế sau không có ai ngồi, anh cho em ngồi kế được không? Nếu em không chê ngồi sau có thưởng, nhưng em đi đâu? Dạ đi trước biết sao. Đưa nhau về với miền dương, mùa xuân này em hứa với anh. Dắt anh qua cầu kỳ uống nước dừa, chiều hồng hóa bên sông. Anh sẽ kể em nghe chuyện của đôi bờ, nhớ thương nhau chỉ biết chờ con nước. Lục bình tím tím dọc miền quê, chuyện rừng tranh khuya đi lạc trong vườn, đóa hoa quỳnh nở muộn. Ở trong đèn ngồi đêm thời gian, đưa nhau về với miền dương, về thăm miền cổ Tết quê. Xuống chưa bên sông từng giạt nắng đông đưa về miệng vườn nghe em ăn bông mí lụa vườn nâu canh. Trời ngon quá.
anh ơi, từ nãy giờ anh biết bao nhiêu món mà nói no bể bụng luôn. Em tưởng tượng hay ghê á, nãy giờ nghe em tả không mà không thấy món gì hết. Thì đi tưởng tượng trước đi, tới nơi em nấu cho anh ăn. Đi nữa, đi đâu? Đi trước, biết sao. Yên tâm đi, còn nhiều thứ hấp dẫn lắm. Đi trước biết sao hoài vậy hả? Dạ. Hồi hộp quá vậy ta. Đưa nhau về với miền vườn. Mùa xuân này em hứa với anh. Sẽ kể em nghe chuyện của đôi bờ, nhớ thương nhau chỉ biết chờ con nước. Chuyện qua lúc bình tím tím dọc miền quê, chuyện rừng tranh thưa đi lạc trong vườn, đóa hoa quỳnh nở muộn. Sông từng giạt nắng đông đưa về miền vườn nghe em. Anh mong mấy lúa chưa hưởng nâu canh. Con khỉ đột mà các con hát múa rồi rình lý con sáo rồi dễ thương quá. Cái gì vậy con? Con lúc nào cũng cất lên cái tiếng cười mang rỡ trớ trọi à. Đàn lại cho tôi coi bài tôi vừa dạy đó nhanh. Dạ. À, khoan, ngừng. Con vừa đàn bài gì? Dạ Lý Chính Thành. Cô vừa đàn bài gì? Lý khỉ. Thế con là con khỉ, tại sao con lại con đàn con chim? Trời cô ơi, cô không biết á, nó khôn lắm. Cô dạy bài này năm trước, năm sau nó mới thuộc. Trời đất ơi, hai đứa hiểu nhau vậy hả? Trong lớp học chỉ có hai đứa mà hiểu nhau vô bờ vô bến. Con ơi, nhưng mà cô muốn con phải đàn lý con khỉ, chứ không phải là lý chim xanh. Con mới thuộc lý chim xanh. Dạ. Rồi thôi thôi được vậy, có gì con về con đàn cho gia đình con nghe nha. Dạ. À, con gì thì con cứ đàn một mình con nha. Dạ, không dạ sao cô hết. Cô. Hả? Cô cho con hỏi một cái là tại sao người ta gọi cô á là cô giáo đã... hả cô? À ha. Nó hỏi cái môn lột bắt kiến luôn. Tại sao là cô giáo hả? Thì tại cô dạy nè. Cô dạy múa. Cô là gì? Cô giáo. Cô dạy hát. Cô là gì? Cô giáo. Cô dạy đàn. Cô là gì? Cô giáo. Các em ngoan. Và đó là vậy là cô giỏi. Còn có vỗ tay nữa. Bonus vỗ tay nữa. Nhưng mà cô ơi, hả? Theo con tưởng tượng á, là dạ, cô giáo á, là phải xinh đẹp mà trẻ lắm á cô. Dạ. Mà cô á thì con thấy không xinh đẹp, không trẻ, mà nó làm sao à, con hỏi xong cái tự nhiên nói cái gì đó mà cười. Hỏi xong muốn đeo mắt kiếm nhà vậy à? Không có cô. Muốn nhìn đời bằng hai miệng nha, chơi vậy đó. Không có cô đừng có giận. Bạn ăn nuôi tội nghiệp lắm. Đâu có tỏ thái độ giận hơn gì đâu. Dạ tại vì á, ý bạn hỏi á là tại sao mà cô già như bà ngoại vậy đó. Phải kêu bằng bà chứ tại sao mà kêu bằng cô.
bạn hỏi vậy thôi à. Biết, con không cần phải giải thích. Tại vì cái giải thích của con nó sẽ tăng cường thêm một cái xoáy vô trong lòng của con nha. Không cần hai đứa phải mà thay phiên làm nhục tôi vậy nha. Tôi khổ quá mà. Tôi mở lớp này ra dạy là tôi tình nguyện. Tôi là một cô giáo tự phong. Tôi tự phong cho tôi là cô giáo. Tôi dạy các em, tôi có bỏ tôi lấy tiền cắt nào đâu, đúng không? Đại các em thấy thương tâm mà còn khóc theo, mặc dù rất là giả dối. Tôi nhỏ nhỏ tôi làm quá lố rồi. Đó, tôi dạy hai các em có ai mà có như nhận hai các em để dạy không? Không. Và ngoài, coi như là ngoài hai em ra, cũng không ai đến học với tôi. Cho nên chúng ta phải hòa hợp, chúng ta phải cộng lại, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Tại sao nhục mạ tôi như vậy? Trời ơi, trời. À, thôi bây giờ Ninh, bây giờ tôi lấy một cái quyền cô giáo tự phong. Đàn cho tôi một bài để tôi hát đi. Bài gì cô? Bài chờ chồng. Bài chờ chồng lâu lắm rồi mà không thấy về. Nói chung là ca ngợi một người phụ nữ. Dù anh ấy có đi xa xôi, anh ấy có đi như thế nào, cô ấy vẫn chờ. Đàn đi, dạ cổ hoài lạc. Ủa mà cô có chồng chưa mà cô hát? Cô chưa một lần nào hết, nhưng mà cô tưởng tượng. Cô phải tưởng tượng rồi sẽ có. Chứ nếu có rồi thì đâu cần hát chị còn. Trời ơi, cô chưa dạy mà nó đàn hay quá cái điều này vậy trời. Em chờ anh ở góc mé, me đã rụng hết mà em. Làng gỡ Đức Nhi đường. Trời ơi, em có sao không? Em có sao không nè? Dạ em có. Trời ơi, trời ơi, dây đàn em nó bắn xa dữ vậy hả? Trời ơi, tôi chết được cái lớp học này. Trời ơi, tôi chết. Thôi nghỉ, thôi được rồi. Thôi, là đủ rồi. Bây giờ cô cho con hỏi cái này. Sao con? Con có một cái câu hỏi mà con thắc mắc giờ không biết hỏi ai. Thì bây giờ con nói đi. Tại sao có lý con khỉ? Vậy nó là như vậy. Nó cũng phải có nguồn gốc thì cái xuất xứ nó mới ra đời. Nó như vậy các con à. Vậy có con khỉ vô đây luôn. Khỉ nào vô? Khỉ nào? Tụi bay! Giang đất! Bắt khỉ! Cái thôi! Không cần đâu con ơi, lâu lắm rồi lớp học mình mới có trai đẹp tới như thế này. Thôi các khỉ con hãy vào trong đó là khỉ cha đó. Vô đi các con, để ta tiếp cho không cần đâu. Vô nhé. Và không được léo hánh ra đây nha. Cứ vào đi, để cho ta ứng phó cho. Trời ơi, những cái gì khó khăn này thì cô đâu có để các con ra để hứng đạn giùm nha. Để cô, một mình cô chịu đựng, một mình cô chịu đau thương, chờ đi nha. Cô dùm ơn cho tôi hỏi thăm đi. Hỏi thăm gì? Ở đây cô có biết Út Mốt á, quê ở An Phú, Phú Châu, An Giang á, cái người mà lúc nào miệng tía lia cái môi dảnh ngược à. Trời đất ơi, ông tả hồi sao thấy giống tôi vậy ông? Mà anh là ai? Kiếm cô Út Mốt làm chi? Dạ, tôi tên Lượm, muốn về đây tìm cô Út Mốt. Lúc tôi đi, cổ có mới 10 tuổi à. Trời ơi, anh tên Lượm có em gái là tên Út Mốt. Hai anh em cộng lại Lượm Mốt. Trời ơi, ông Lượm Mốt sao mà ông giàu quá vậy? Sao cô biết tôi giàu? Không biết, nhìn cái đầu quăng là biết rồi, có tiền mới uống tóc được. Thôi mà thôi, đi lâu lắm rồi, bỏ con nhỏ đó luôn đi, về kiếm chi. Hôm nay qua phương nở về quê ghé thăm nhà em như con chim nhỏ chạy quanh đẹp sao chẳng rèm, lặng thầm nhìn anh đắm đau rồi thèn thùng che mắt. Biết bé nay không còn cô bé như năm nào, em đã lớn thật rồi. Hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thơ xương, đôi môi tươi thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng, để rồi làm sao anh quên. Đành hẹn hò em đã đến, dắt nhau qua cầu đuổi bắt nhau trên đường, tình yêu nói thành lời.
ngày vui qua mau, anh gửi lại em lời chào, gửi lại em một mối tình nồng, tình nồng hai đứa yêu nhau. Anh gửi lại cho em cầu tre lắc lẻo đôi bờ, nhịp cầu tre một thứ mong chờ đôi mền dệt mối tình thơ. Sao bao năm xa nhà, chiều qua ghé thăm nhà em, nhưng em yêu đâu rồi, còn chẳng mãi trên im liềm. Hỏi nhịp cầu tre đông đưa, hỏi từng dòng sông tim ngắt, nói em theo chồng em đã quên câu thề, lòng anh thấy nào nề. Bây giờ nghe tôi hỏi nè, nếu mà anh gặp lại cái người cô gái mà của anh gì đó, vừa quê vừa nghèo vừa đen thui thùi lùi, mặt thì mụn không, hố bơm càng quét, chân thì ngắn ngủn, anh có tức giận không? Trời ơi, sao em nói gì kỳ vậy? Đẹp đó là tâm hồn thôi chứ đâu phải là thể xác đâu. Hả? Vì sao cô nói gì chân ngắn chân cục chân dài gì? Nói tóm lại là tôi phải gặp cô út mốt này mới được. Bây giờ anh giàu có anh thành danh mà vẫn gặp lại cái người nghèo vậy đúng không? Gặp hôm nay. Đúng rồi. Hôm nay qua phương nở về quê ghé thăm nhà em. Em như con chim nhỏ chạy quanh đẹp sao chẳng rèm, lặng thầm nhìn anh đắm đắm, rồi thèm thùng che mắt biết bé nay không còn cô bé như năm nào. Em đã lớn thật rồi, nàng con gái xinh thật xinh, đôi môi tươi thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng, để rồi làm sao anh quên. Lần hẹn hò em đã đến, dắt nhau qua cầu đuổi bắt nhau trên đường, tình yêu nói thành lời. Rồi ngày vui qua mau, anh gửi lại em lời chào, gửi lại em một mối tình nồng, tình nồng hai đứa yêu nhau. Anh gửi lại cho em cầu tre lắc lẻo đôi bờ, nhịp cầu tre một thứ mong chờ đôi mình dệt mối tình thơ. Sao bao năm xa nhà, chiều qua ghé thăm nhà trên niềm liềm, hỏi nhịp cầu tre đông đưa, hỏi từng dòng sông tim ngắt, nói em theo chồng em đã quên câu thề, lòng anh thấy đau nề. Hỏi nhịp cầu tre đông đưa, hỏi từng dòng sông tim ngắt, nói em theo chồng em đã quên câu thề, lòng anh.